có xuất hiện tề. Diễn viên hỗ trợ: Mạnh Thắng, Minh Quang, Hải Yến. Giáo viên hướng dẫn: nghệ sĩ Tuấn Kha. Vai diễn xin phép được bắt đầu. Mời cụ Huyền Tể ra nhà ngoài có khách. À, ta vẫn nghĩ tiểu già hà sư ân một tâm giao chi hạnh huệ thô nhấp nhấp chén à rượu ôi à ngọt đi gật gật cụ lão để nhấp chén à rượu ôi à ngọt đi một đêm răng gió ý à chén rượu ngon nhỉ quyến đi mật anh say là say tình say say tin đỏ 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 kéo đỏ cuối chưa đỏ đỏ quay bù đỏ ấy à, ô dạng vậy chẳng giấu gì à, Huyền Tể là tôi à, nhà cư phú à, gia phong à, nức tiếng tuổi đã già nay đã con hiếm cầu à, tứ phương với được một con trai nhưng ta hữu tật bất hữu tài nay à, nhà có việc à, mời cậu ấy ra bàn bạc có hữu. Ơ, bớ thằng à, cu lớn à, đứa nào gọi gì ông đấy? Ô, đấy, đấy, đấy. Nó lại tưởng trẻ trâu gọi nó đấy. Tao đây, bố mày đây, ra cho báo mổ à, thế bố bảo ông đi hầu mổ tỉnh nào đây? Ra mà ăn cưới em, chứ hầu mổ gì ngữ mày. À này, thế đi ăn cưới em có phải đem vàng hương đi không nhỉ? Ô, mày định đi đám ma hay sao mà mang vàng hương, mang trầu cau chứ? Ra ngay đấy nào, nhờ anh em cho tiếng xanh ngọt nhịp để tôi rước cái vong linh tôi ra hầu bố nào. Vào thế à, thế không cười hút vào, cười thả ra để bao nhiêu cái răng nó dùng tiệt à? Sao thế đấy à, không ra thì lại bảo là không ra cái hồn người à, mà có ra mới biết là kẻ hư người hỏng, kẻ hay người dở chứ cậu. Kẻ hay người dở à? Chả có thế mà chiếu quan chiêm chi lễ à, biểu nhân tình chi nghĩa dạ. Ván sơn sơn triệt, voi xô đất cá chia, sao lắm triệt thế cậu? Mà tam bút đóng cân, lục bút đóng cân, cân mới trả cân. Cho nên diệt tiền, em mi con miếng ngân to đây này. À, thế là cậu bị sứt voi rồi. Sứt à? Sứt rồi. Ai bảo cậu sứt? Hả? Sứt rồi. Sứt môi. Ôi cô ở à, dưới nhá. Còn xếp bằng 9 em đây. Thế mà giờ hôm qua em đi du thị chợ đấy. Chơi chợ, chơi chợ. Chơi chợ. Có mấy chiếc con gái. Nó mới phải rồi em. Mấy cô con gái phải làm chứ cậu. Họ mạc gì phải gọi bằng cô? Hả? Con gái phải gọi là cô. Họ mạc gì phải gọi bằng cô? Hả? Cô chứ cậu. Con gái thì gọi bằng cô à? Ừ. Úi giời. Cô thì trông mơ. Úi giời. Cô thì non mơ. Cô nào cao quá cô cúi xuống cô giòn.
Giòn thì giòn cho chán đi, mà ngắm thì ngắm cho kỹ đi, không có về này à, xuân tình tưởng vong. À, bưng mâm cơm ra lại cất mâm cơm đi. À thế là các cô ấy tương tư cậu rồi. Ôi thì tương thì chả tương, nhưng mà các cô ấy nghĩ đấy. Nghĩ thế nào? Các cô ấy nghĩ đến em mà phát tởm. Ôi trời, phát tởm quá giờ. Ấy thế mà nhờ cô á còn ví khỏe với em đấy. À ví thế nào nào? Các cô ấy ví thế này này. À ví thế nào nào cậu? Các cô ấy ví anh váy này. Úi dồi, các cô ấy ví. Úi trời, hiểu điều thục nữ chưa? Hiểu điều thục nữ rồi. Các cô ấy ví thế này này. Ví thế nào nào? Bấy lâu duyên lặng thề bồi, nay giớ được ông xã ít môi. Nhiều mô thôi. Hay quá, cậu có ví lại được không? Chả nhẽ mình lại thấp mưu tu trí đàn bò à? Ô, đàn bà chứ cậu. À, đàn bà, em mới ví lại thế này. Ví thế nào nào? Ai? Úi dồi, quay chưa? Quay rồi. Đúng năm như chưa? Đúng năm như rồi. Em mới ví thế này. Ví thế nào nào? Sông lè sao khéo kén đôi, chồng thì bồn ếch, vợ môi. Cá mè. Úi dồi, hay quá. Ôi giời, cái gì thế? Cái gì thế cậu? Sao thế? Chị trông em ăn mặc trả mấy tí đồng tiền mà cũng lịch bình gớm nhỉ. À lịch sự chứ cậu. À lịch sự à? Chả có thế mà đồn dẫm đồn dâm. Đồn dâm đồn dĩ, đồn nỉ đồn nốt, đồn doan đồn dã. Đồn cái tận mũi nhà vua đấy. Tai vua, tai vua. À tai vua à? Đồn là A Nam dục Thái Bình. Ờ. A Nam có trang. Trạng gì? Trạng nôm. Trạng nôm là trạng gì? Trạng nôm là bới trộm khoai lang. Trời, trạng là đi bới trộm khoai lang chứ bao giờ. Ấy thế mà vua mới cho chiếu triệu Lai Kinh đấy. Ấy cậu đi bằng võng à? Ôi dồi, sóc sóc lắm. Hay là đi sông Loan? Ôi thế chóng mặt. Ôi thế cậu chóng đi bằng cái gì? Em đi bằng cái cũi. Ờ. Ơ đồn đỉnh có bốn người khiêng. Ôi giời, thế là lợn rồi. Ôi lợn à? Khiêng em đến sân giáng nhà vua. Sân rồng, sân rồng. À, sân rồng. Ừ. Xé đặt em lên. Quệt một cái. Ôi giời, đã xé rồi lại còn huỵt. Em mới thò cổ ra. Ái dạ. Vua trông thấy em rợn hết cả tóc gáy. Ừ, ừ. Vua bảo đúng trang rồi. À. Nếu phải là trang, ta sẽ ra cho chàng một vé đối. À thế vua ra thế nào nào? Thì khó, khó lắm. Khó là thế nào? Vua mới ra thế này. Thế nào nào? Ở thập khẩu tâm tư, tư quốc, tư gia, tư phụ mẫu. À thế cậu có đối lại được không? Em bị thần vườn cấm khẩu luôn. Thần đồng ấn khẩu chứ cậu. Em mới đối lại thế này. Đối thế nào nào? Song cung thủy pháp, phát hàn, phát nhiệt, phát tắp ôi. Để nói hay thế. Ấy à, thế mà vua mới ban cho em một cỗ với trăm đấy. À cậu được cỗ yến tiệc trăm quan tiền à? Ôi giời, có một cỗ bộ nọc với trăm thôi. Ồ, thế là phải đoan rồi. Anh em ơi. Sao? À, kiếm câu đi ăn thịt con cô nhé. Ờ, đi ăn cưới, đi ăn cưới chứ. Thế cưới không có thịt thì cưới xuông à? À. Cưới nước mắm à? Ờ. Phải rồi. Câu cũ này. Ờ. Câu mới này. Nắm câu thế. Hừ, hầm hừ, hầm hừ, sông bên hầm hừ. Hát thế nào mà toàn thế hầm hừ thế cậu? Câu khác này. Ừ, lắm câu quá. Ơi, 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 bác mẹ ơi. Ờ, bác mẹ ơi chứ cậu. Ờ, thì ông ấy mẹ, ông ấy đẻ tôi ra, không trông đến xuất đi à? À, ra thế đấy. Câu nữa này. Ừ, nhiều câu quá. Câu này buồn mang mát này. Tôi ơi, sau sinh tôi ra.
phải về mua chanh đang tình tình, mua nước mắm, mua bồ kết chứ cậu, mua nước mắm, mua bồ kết chứ để làm gì nào, để tôi gội đầu cho thơm, tôi bước chân đi lấy chồng. Chiếu vua già cấm con gái qua không cần đi lấy chồng. Chiếu vua già cấm con gái qua không cần đi lấy chồng. Ơ cậu ơi, lấy chồng chứ cậu, lấy chồng không phòng bị tiệt à? À phải rồi, tôi chờ ra về sắm xanh tiền ngào. Vua cấm thế này thì mẹ con tôi đứt quang đắng giữa đường giữa chợ, mẹ con tôi chết rồi. Ấy nỡ lòng nào nhà vua cấm thế đi, ơi đấy à để tôi biết đi theo cửa nào, có ai lên cho tôi gửi thế nào? Bố ơi, em chiêm bao có một ông đầu râu tóc bạc ư bố? Mà trông ấy gọi ư cha đấy. Cái thằng này lằng nhà lằng nhằng, cha với bố thì cũng thế cả. Khác. Ủa, khác là khác thế nào? Khác là bố còn đóng khố cho cha, mà cha còn làm nhà cho bố hết. Lằng nhà lằng nhằng thế ông ấy bảo sao? Bố ơi, ông ấy cầm con dao phát bò. Ông ấy đứng ở đâu rồi thế này? Bố sợ không? Bố sợ. Thế ông ấy bảo sao? Ông ấy bảo thế này. Bớ thằng cu sứt. Về bảo thằng bố mày lấy vợ cho mày, không ông chém chết cha mày. Mày làm cái gì thế hả? Tôi phải giữ miếng của tôi chứ, dơ chứ à? Cụ lớn hả? Có cầu kim nhâm mà đáng mặt ra phong đã đến đây ướm hỏi em mày, gọi nó ra đây để tao gả chồng cho nó. Úi giời, ai cho ăn một miếng
uống một hớp là cởi cái bao thượng ra. Có tím mụn con gái thì nay đòi gả, mai lại đòi gả. Thôi, vào gọi nó ra đây. Ơ, Sĩ Vân đâu? Ra cho bố mới bảo gì đây này? Bố chứ bố đó không phải bố mày à? Tôi với ông chỉ là bố con họ. Lão thế với chị Lì. Vào gọi nó ra đây. Sĩ Vân đâu? Ra cho bố bảo. Úi giời, úi giời, trình lầy cha con đã ra hầu. Úi giời, bảo đi xây lúa thì ăn còn đau tay ấy. Bảo đi ra gạo thì ăn còn đau chân. Bảo đi lấy chồng là tớt tớt. Con ra ngay đây, con ra ngay đây. Làm thân con gái đứng trước mặt cha phải ý nhị kín đáo. Mày có khép cái tàu lá chuối mà không hả? Cha qua thì cha được miệng thôi. Xem tao trình cha mà bắt chết đây. Trình lạy cha bố nghi, cha đòi con trai ra đây có cái công cái việc. Đừng 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 đừng. Việc gì? Quý tử bố ra đây phú lý tình lĩnh vợ. Này thì vợ, này thì vợ. Ôi trời cao đất dày ơi, ông làm quan ăn nở thất ngân thất đốt, không có con ông phải đi cầu hết đèn kia miếu nọ. Cô cậu thánh thần ban tôi về cửa nhà này. Mẹ tôi chỉ thương cho mẹ tôi thôi. Mẹ tôi thì năm chìm bảy nổi tám chiến cái nhấp nhô mới sinh được ra tôi. Thế mà nay ông vùi, mai ông dập, tôi bay về đèn tôi chết sao? Léo, cú lớn, cú lớn. Bố xin, bố xin. Để bố gả chồng cho em, rồi sau sẽ lấy vợ cho mày. Ông nhớ đi nha, nhớ đấy. Anh này à, Sĩ Vân con. Anh này, Sĩ Vân con. Ơ, thế nó con gì mày? Ơ, tôi gọi về phần mẹ tôi chứ, dơ chưa? Ui, mày có để tao dạy em mày không? Thôi ông dạy đi, dạy đi. Sĩ Vân con, có cầu kim nhang ma đắng mặt ra phong, đã đến đây ướm hỏi con cùng, có nên chăng cái thời con cứ nói, kẻo mang điều tra ép gả duyên con. Trình lạy trai, cha sinh con ra mái đạo, cha mẹ đặt đâu con xin đi mãi ngồi đây. Anh chết ơi, chết sao dại thế em ơi, sao dại thế? Sau này cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy? Ông ấy đặt mày vào chỗ êm ái tử tế thì không sao. Thế ông đặt mày vào cái cặp bột trâu để mày xoài ruột chết mày ra. Trời ơi, mày có để tao dạy em mày không? Thôi dạy đi, dạy đi. Chí Vân con, dưới các con đẹp dạ, trên cha cũng mừng lòng. Ngày hôm nay cắt nhật nương thần, cha cho hai con về hồi môn hợp cảnh. Cú lớn. Hả? Ồ, thế mày không giả tao được một câu à? Ơ, thế ông thích giả lắm à? Hả? Dạ. Dạ. Dạ, 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 dạ. Sướng chưa? Sướng chưa? Trời ơi. Thôi, bây giờ mày ở đây dạy bảo em, rồi đưa nó về nhà chồng. Bố già yếu rồi, vào nhà trong nghỉ hử? Thôi ông vào đi, vào, vào. Cú
Giờ đến cụ nhì đây. Ai quyền huynh thế về cái nhà này? Cậu chứ còn ai nữa? Con cô nó đâu? Dạ, em đây ạ. Thế còn thằng rể nó đâu? Dạ, Kim Nham em có lời chào anh cả sức. Ôi trời, thằng này láo, láo quá. Mày chưa về làm rể nhà tao, mày đã bêu diếu tao là sức. Thế mày không bêu diếu tao là sức thì họ hàng láng giềng nó không biết tao toát đây à? Dạ, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Thôi, ra đây tao tế cho tuần tế tự hồng. Vợ chồng đưa nhau về cho mát mẻ. Dạ thưa anh, thế ai đông sướng ạ? À? Thì anh đông sướng chứ còn ai đông sướng. Dạ thưa anh, thế ai tây sướng ạ? À? Cũng tao. Dạ, thế ai bưng mâm rửa bát ạ? À? Úi gì bưng mâm rửa bát vợ chồng mới đem mà thuê. Thuê chứ lị. Nhưng mà thuê thì đắt lắm anh ạ. À. Đắt là bao nhiêu? Những 6 cỗ, 5 quan cơ. Úi trời, chết. Thế thì đắt đắng rồi nhỉ? Thôi. Để bưng mâm nếm nộm gầm xương húp nước xuyết. Anh làm nốt. Khởi trình cô ngà. Vợ chồng sứa sầm ngà. Dạ thưa anh, sứa sầm là gì ạ? Úi giời, sứa sầm là sắm sửa. Vợ chồng váo bược ngà. Dạ thưa anh, váo bược là gì ạ? Úi giời, là bước vàng. Vợ chồng nửa đứng nửa ngồi. Dạ thưa, nửa đứng nửa ngồi là thế nào ạ? Úi giời, thế mà nay kinh sử, mai kinh tự, càng học càng ngu. Nửa đứng nửa ngồi là quỳ xuống. Vợ chồng gãy gập ngà. Dạ thưa anh, gãy gập là gì ạ? Úi giời, hổ phúc. Hơ. Úi giời, ngồi dậy. Chưa lấy nhau để nằm phượt ra, lấy nhau về tha hồ mà nằm. Nghe tao tế đây. Duy, năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, ngày hôm nay là ngày hôm nào mà tôi không được biết ngà. Cười cái gì đấy hả? Tôi đang tế thì cười vô duyên. Đạo tao khang thiên lý chi nhân tòng, duyên kỳ ngộ thiên duyên nhất khác. Cầu đất Bắc kết chỉ sao cầu, ông được rể bà được dâu, lạc đồng lạc thọ tăng thêm thọ. Ngày hôm nay đương thời các nhật, cho may về yên cửa yên nhà. Trước nữa là đớn nhóc mẹ cha, sau hai họ quánh nhau suýt chết. Cẩn mèo. Cẩn cáo chứ cậu. Mèo giả hóa cáo. À. Thôi, đứng dậy anh chia của hồi môn cho, không thì bảo anh này tham. Dạ thưa anh, thế cha mẹ để lại cho anh em mình những gì ạ? À, thì đấy, cha mẹ để cho anh em mình một con trâu, 3 sào ruộng, một con mèo, với cái cối đá thủng. Thêm cho vợ chồng em sinh con trâu ạ. Úi giời, thế ruộng ta để bỏ cỏ à? Nuôi rắn đỉa mà ba nóng nóng à? Vậy anh cho vợ chồng em xin 3 sào ruộng. Thế trâu thì đem thui à? Trâu anh không cho. Cho thế nào được? Ruộng anh cũng không cho. Còn lâu. Thế anh cho vợ chồng em xin con mèo à? Úi giời, chết. Nhà anh lắm chuột lắm. Cho mèo, nó phá nhà anh mất. Không được. Thôi. Anh cho vợ chồng mày cái cối đá thủng, đem về mà làm vốn. Tiền có đây, có nào. Này, lại dặn đây. Anh em mình ý, có gì là không nên không phải, về nhà đóng cửa, ra đường ta bảo nhau. Cô ơi,
cái tính nghiện dầu thuốc ấy, tính tắt mắt ấy, về nhà người ta thì bỏ đi nghe chưa? Lại dặn nhỏ hơn này, nghe kỹ nhá, hôm nào lừa cho nhà nó đi vắng hết, bắt trộm đánh đôi gà con bỏ giỏ để về làm giống nhá. Điên có đây, có nào. Toàn quốc năm 2020 thành công tốt đẹp. Và sau đây là các tiết mục của các sinh viên đến từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam. Thí sinh đầu tiên, thí sinh Đỗ Thị Thương, Vai Thì Nở. Trích đoạn Đôi Lứa Xứng Đôi, diễn viên hỗ trợ Việt Dũng, Thùy Dung, giáo viên hướng dẫn nghệ sĩ nhân dân Lương Duyên. Sau đây trích đoạn xin phép được bắt đầu.
cậu nói cho Trâm nghe nhá. Suốt từ tơm tởm sáng cho đến tim tỉm tối, chả có lúc nào được ngơi tay ngơi chân. Hết tăm bèo thái khoai, lại dọn vườn quét bếp, chăn trâu rồi lùa vịt giã cạo thổi cơm. Trong thứ việc linh tinh, mình ở đây làm tuốt. Yeah.
mà thôi. Chả tâm sự cùng Trăng nữa. Chắc gì Trăng đã hiểu nở nói gì. Mệt lắm rồi, cảnh cái đã.
Nở một cái khung cửi thật to. Nở chi việc ở nhà dệt vải rồi mang ra chợ bán. Nở, nở sẽ nấu cơm cho chị ăn, xách nước cho chị tắm. Có tiền chị sẽ mua cho nở một cái khung cửi thật to. Đúng rồi. Hàng ngày nhá, hai chúng mình sẽ ngồi dệt vải. Đúng rồi. Dệt vải xong rồi chúng mình dệt. Này, nở dệt gì cơ? Dệt. Nở. Sợ nhá.
Rồi nào sẽ sinh cho Chí một thằng con trai. Không, con gái. Con trai. Con gái. Con trai tốt như Chí. Con gái đẹp như Nở. Nở. Chí. Nở. Chí. Nở. Chí. Nở. Chí. Nở. Chí.
Nợ. Nợ ơi. Nợ. Mày, mày trói cái thằng chính lại cho cô. Trói nó lại.